ngay trên sân khấu ngày hôm nay là những vị lãnh đạo, các thành viên xuất sắc trong hệ thống của MIA. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với một nghi thức đặc biệt chúc mừng cho sự thành công 3 năm của MIA và cùng nhau thể hiện sự đồng lòng cho tương lai phía trước. Như quý vị cũng đã thấy trên trước mặt của chúng ta, bên cạnh chúng ta là những quả cầu sẽ phát ra ánh sáng. Và ngay bây giờ Thanh Huyền xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị. Và sau tiếng đếm của Thanh Huyền, quý vị sẽ cùng chạm tay phải của mình vào quả cầu này ạ. Quý vị chuẩn bị ạ, chúng ta chưa chạm ạ. Dạ, sau tiếng đếm của chúng tôi, quý vị sẽ cùng chạm tay vào quả cầu. Và đây là một nghi thức rất đặc biệt để đánh dấu cho chặng đường thành công của MIA. Và quý vị ở dưới, quý vị hãy cùng đếm ngược với chúng tôi quý vị nhé. Tất cả chúng ta cùng nhau thể hiện sự đồng lòng với MIA. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, giây phút đặc biệt nhất của ngày hôm nay, chúc mừng sinh nhật MIA. 3, 2, 1, xin được chúc mừng. I'm a victor born to rise. No excuses waste time. Và chúng tôi hy vọng là trong chặng đường sắp tới, quý vị sẽ cùng tiếp tục yêu mến và tin tưởng MIA. I am legend. I am legend. Chúc mừng cho MIA. 1, 2, 3, MIA! Xin được chúc mừng. Xin được chúc mừng cho MIA tròn 3 năm tuổi. Và hy vọng là buổi tối ngày hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm thật đáng nhớ và ngọt ngào trong thanh xuân của quý vị. Chúc MIA sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn các boss, các người đẹp. Cảm ơn Chủ tịch Mai Anh và xin được cảm ơn anh Thái. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.